Hai mọi người, là tôi đây. Tối nay chúng ta sang món thịt kho trứng rồi, thịt đồ kho trứng rồi, với dầu ngổ xào mọi người, cá chai chiên nhum chiên rồi, chiên tương rồi, với cái sao báu chua ngọt rồi, ăn kèm có dưa leo ngâm chua ngọt rồi, dưa chua rồi, tráng miệng có xào chín với chuối chín rồi, chuối lá sen, chuối sứ chín rồi. Dưới bánh tráng rồi, bánh tráng cuốn tôm hành rồi, nước chấm có nước mắm gừng rồi, nước uống có trà đá rồi, trà cổ nhảy luôn rồi. Thịt kho trứng rồi, thịt đùi kho trứng rồi. Cá chê chiên rồi, chiên tương rồi, cái sá bóng rồi, cái sá bóng chua ngọt rồi, dầu ngổ xào rồi, cơm rồi. Bánh tráng rồi, bánh tráng cùng tôm hành mọi người, cùng chuối rồi, chuối chín rồi, chuối lá xem, chuối sứ chín rồi, chuối xem, chuối sứ rồi, dưa leo rồi, dưa chuông rồi, dưa leo ngâm chua ngọt mọi người, nước mắm gừng rồi. Ly trà đá nè, trà phổ nhĩ nè, xài nè, xài chín nè, chân không nè, chân không mình xương nè, mẫu nè, muốn dài nè, gì dài gì lâu nè, thì lâu gì dài. Đổ mọi người, đổ xô le mọi người, chiếc ngắn chiếc dài bầu xéo cho nó mất mát. Hầm chiều không nổi luôn, nóng quá nóng, ướt áo hết. Này nóng luôn. Mời mọi người ăn cơm, cơm mọi người, cơm thôi. Tiết luôn lắm rồi. Đúng béo mà. Mỡ đúng béo. Ngọt rồi. Cái nạc nó mềm mềm rồi. Ngon. Cho thêm xíu luôn rồi. Thôi giờ. Cây sẽ bấu giờ. Giờ này còn ngon. Ăn mấy món dầu mỡ phải có dưa chua khi ăn đó, nó đỡ ngán rồi.
nhưng mà mở mình ra mà đúng béo mà. Đúng béo mà. Nó dài dài mà, mềm mềm. Ăn béo được thấy nó ngon rồi. Chua mà. Nhưng mà phải thấm chua xíu nữa mới ngon rồi. Chua chua ngọt ngọt nữa. Cá chê chiên tư đúng ngon nè. Dạ. Ăn mắm gừng là đúng bài thiệt luôn nè. Chấm ngon. Chân ngỗ xài ngon, xào ngon, dây dây mềm mềm, ăn ngon rồi, cá chê đúng tư mà. Vậy nó tư ngon rồi. Cây sao bao đúng không? Ăn nó giòn giòn quá, ngon quá. Đúng chua không rồi. Giờ thấm chua rồi. Phải dằn thêm miếng đường rồi. Chua chua một ngọt. Mới làm. Mới làm rồi. Tự thăm lắm.
dư chuồng nè. Đợi nha. Trứng mà trứng đậu đắc mà trứng mà kho màu nâu nâu rồi, đậu đắc này ăn là ngon rồi. Trứng ở ngoài nó dai dai mà ngon mà trong nó vừa bùi quá. Xài đúng mọc mùa ngon, làm cái chuối rồi chuối dập mùa. Cái này dập nó chín mùi nha, cái người ta nuôi giấm luôn rồi, nuôi giấm chín mùi dập. Ăn trắng mình nhau ăn ghiền luôn, ăn chơi luôn, ăn chơi đã rồi, nhà đã buồn rồi, kiểu nó dai dai mà, dai dai mềm mềm mặn mặn cay cay mà. Trứng mà nói chung trắng mà có mấy cái nêm không mà gói là ăn rồi, còn này khỏi luôn rồi, nó dính sẵn luôn rồi, ngon rồi. Tôi làm này chọn cũng đều đúng rồi, ngon. Nhưng mà mặn ca ca mà cái thịt gì giác mà chuối dập mà chuối dập là hư luôn mà. Chuối mà bị dập là hư là công cái mà. Hôm nay là hết chào Phú Nhảy luôn không à. Ngon rồi, cái thịt kho trứng mà, cái thịt đùi này mà, kho trứng là ngon mà, kho em vừa ăn rồi, ăn cơm vừa ăn. Cái thịt nó dai dai mềm mềm mọi người, không bị dai nhách người, dai dai mềm mềm mỡ béo béo mọi người. Nói chung ai ăn được béo được thì thấy cảm giác nó ngon rồi, nó thịt nó ngọt da nó dai dai mềm mềm béo béo. Trứng kho ngon rồi, nó thấm ở lớp giống hoàng rồi. Nếu mà thấm ở trứng ở trong nữa mới ngon rồi, nhưng mà chả sợ thấm tới trong nó sợ nó mặn luôn rồi. Là tùy cái nó thích kho luôn rồi. Nhưng mà kho nó trứng mà cảm giác nó nâu của người nâu đắt là ngon rồi. Cái dầu ngổ xào này ăn đúng ngon rồi, dầu ngổ ăn ngon hơn dầu muống rồi. Nói chung là
cũng ít ăn dông ngỗ luôn, nói chung là lâu lâu mới ăn, nói chung là ít có hơn sao không, nói chung nhà lâu lâu mới mua mới có ăn, dông ngỗ ăn ngon luôn. Cải sấu bấu thì ngon quá, dùng giọt ngon, cái cá chê ngon quá, cá chê mà chấm mắm gừng là hết sảy luôn, đúng bàn luôn, ngon. Chiên nó giòn ngon ngon rồi. Rồi này có dưa chuông rồi. Ăn mà dầu mỡ phải có dưa chuông mới được rồi. Này mới mới ngâm rồi, gấp quá cho nên nó cũng chưa thấm lắm rồi. Nhưng mà cái vị nó chỉ cần nó chua chua là được rồi, để mà ăn kèm với cái dầu mỡ nó ngán luôn rồi, cho hơi chua cái ăn nó giảm cái độ ngán xuống rồi, độ béo xuống rồi. Này phải dằn thêm miếng đường cho nó chua chua ngọt ngọt rồi. Là mới ngâm cũng ấy rồi. Rồi này chuối này đúng là ăn thấy mới đầu ăn thấy không kẹt, nó chín mùi rồi, có mấy trái nó lấy rồi. Bánh tráng thì ăn giòn ngon rồi. Bánh tráng này giống như kiểu muối tôm, với hành rồi. Rồi cái xài ngon rồi, chào cũng nhảy tới uống như vậy rồi. Được rồi, rồi. Cơm ngon rồi, nay còn phải no nha, cơm mất rồi. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một bữa tối thật là ngon miệng và có một đêm thật là vui vẻ và sẽ được phúc nhiều. Bye mọi người.